Xin chào tất cả các anh em nha. Trước khi vào video, anh em nhớ like, share và đừng quên đăng ký để cập nhật clip tiếp theo từ mình nhé. Video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn làm tham gia chương trình này góp nhận 1.500 token có ký hiệu là Nthemix và nhận được 9 và thêm 0.004 ETH nha tất cả các bạn. Rồi để tham gia dự án, các bạn click phần link mô tả của mình để check, để làm nhiệm vụ để đăng ký về tài khoản nha các bạn. Rồi chương trình này góp này sẽ nhận được 504, mỗi một lượt ghép là nhận 0.0005 ETH, 0.05 ETH có khoảng 2 đô mấy á. Chương trình này góp này bắt đầu từ ngày 13 tháng 7, kết thúc vào ngày 31 tháng 7 nha các bạn. Chương trình này góp này mới ra khoảng để 2 ngày, vì mình mới ra là mình đã biết rồi, nhưng mà mình check thông tin coi sao mình mới làm ai góp chưa, mình mới làm cho tất cả các bạn. Rồi các bạn lưu phần link mô tả mình ra giao diện như vậy, các bạn bấm bỏ cho gạch này các bạn. Rồi các bạn bấm vào nút sign up now nè. Rồi đầu tiên các bạn đăng ký một cái email của mình nè, anh Quỳnh. Rồi các bạn nhập password từ 8 đến 20 ký tự nha các bạn, và xác nhận password các bạn, vì mình đưa mình share lại. Rồi các bạn bấm nút sign up nha các bạn. Rồi sau khi các bạn xin up, nó có gỡ mail thì các bạn vào mail xin biết, còn không gỡ thôi nha các bạn. Chương trình này sau khi các bạn đăng ký xong, các bạn sẽ nhận được 1.500 token có ký hiệu là NRX withdraw thôi. Withdraw thì ngày 31 tháng 7 các bạn sẽ rút được các bạn. Nét đi. Nét. Thì nữa withdraw các bạn chỉ việc bấm vào withdraw ngày 31 tháng 7, các bạn bấm withdraw tôi cần này, các bạn bắt địa chỉ ETH ARC 20 của ví chút wallet hoặc vào nha các bạn, hoặc với MetaMask gì cũng được ấy. Rồi chương trình này nó có chương trình làm ai góp là một ghép bằng 5 đô nè, crypto wallet lucky sacking này là đầu tư, sacking wallet ghép phơ. Chương trình này nó có chỉ đơn giản thôi các bạn, chỉ có đăng ký thôi. Để mình vào cái mục gọi phơ nha các bạn. Rồi các bạn copy cái link ghép này mà chia sẻ cho bạn bè và người thân, mỗi một lượt ghép các bạn nhận được 5 đô. Đây vì chương trình ai góp miễn phí, các bạn quan tâm bên trang trader của nó các bạn. Ở đây mình làm ai góp, mình kiếm những cái kèo nào thì góp biết, mình biết thời gian ngắn hạn mình làm các bạn, chứ làm mà không gian để lâu quá làm thời gian. Rồi đem follow luôn. Thì nhà thầy quên nè các bạn, bạn bè nhận xin khuyến mãi, bạn bè và người giới thiệu của bạn phải kích hoạt cổ phần gửi tiền tối thiểu, và sau khi kích hoạt bạn sẽ nhận được thưởng 5 đô la vào tài khoản của mình. Ngoài ra giới thiệu hai bạn giới thiệu của bạn sẽ nhận được thêm 2 đô la vào ví. Gọi cái này ra này, kích hoạt cổ phần. Hiện tại thì tốc cần NRX này mình cũng chưa có biết nó lý sàn hay chưa, để có gì thông tin sau video góp tiền sau thì mình sẽ cập nhật thông tin cho tất cả các bạn lý sàn nào hoặc là góp tiền về đâu nha các bạn. Để hôm qua mình tìm hiểu web này thêm chút nữa, wallet sucking rally. Này thì chúng tham gia chương trình Wagandum sucking and Random Boy 10 đến 100% đờ deposit này mắc nạp mụ nổi. Xin lỗi nha các anh em. Wallet. Wallet là gì? Sacking. Hiện tại nó có một buy sell chưa?
Nó có một bãi sale các bạn ơi, coi đóng đốt động lại coi kêu cát bỏ đi swap đây là cửa cái dù bạn gửi vào ví tiền cược $10 sau khi kết thúc 5 ngày bạn sẽ nhận được $15. Trở lại ví của mình $10 là tiền gửi của bạn cho $5 là 5% của bạn để đặt cược. Mở tham gia của phần để kích hoạt cọc. Trong trò chuyện Telegram của chúng tôi thường tổ chức một khoản tiền thưởng nhỏ và yêu cầu bạn tham gia. Đây thì nó kêu các bạn nạp vào $10 để kích hoạt nhận được $15 ngày 11 tháng 7 và ngày 1 tháng 8 năm 2020. Tiền kích hoạt thì kết thúc vào ngày 17, ngày 1 tháng 7 và kết thúc ngày 1 tháng 8 các bạn. Rút tiền có thể có sẵn và không bị hạn chế và bất cứ lúc nào thời gian khuyến mãi. Bạn nào có khả năng thì vào đây nha các bạn. Vào đây nạp tiền vào mà đặt cược các bạn. Mua tiền điện tử, bán tiền điện tử, một lượng tiền nó mới chiến dịch giới thiệu. Đây thì rất là đơn giản luôn. Cái này yêu cầu các bạn đặt cược. Mở ra các bạn đặt cược cho đây các bạn. Bạn nhấp vào đây nè. Các bạn đi đến đặt cược nè. Rồi. Các bạn thanh toán cho nó qua những đồng coin này nha các bạn. Tiền mặt ở thêm. Tốt đây. Đây thanh toán qua điện tử. Số đó là 1562 đó. Rồi sau khi các bạn bấm nút kế tiếp nè. Nó ra một cái địa chỉ gửi, các bạn gửi vào cái địa chỉ thanh toán này nha các bạn, rồi bạn bấm hoàn thành. Các bạn xong các bạn vào đây nè, ví tiền đặt cược nè. Đây thì chương trình chơi game hay gì mọi người. Các bạn các bạn. Đặt cược cái này là đánh margin hay sao? Này quét mới ra vào mình cũng không có chưa có nghiên cứu gì không các bạn. Mình làm luôn cho các bạn tất cả các bạn luôn. Vừa cho bán tiền điện tử sao đổi. Này đặt cược sao ta? Dạo gì tiền đã cược mày đã cược đâu ta tay chắc mình chưa nạp tiền nó chưa mở chức năng đặt cược hay sao ta hay sắp nào payment cái giữa cái mục đặt cược chắc các bạn chọn vào mục buy sell hay là sao ta. Vậy video mình kết thúc các bạn, mọi thắc mắc gì không hiểu đây mình tìm hiểu thêm nữa các bạn. Một cược này mình không gặp trên đây. Vậy giờ chào tất cả các bạn nhớ cho mình xin một like, một đăng ký, một clip tiếp theo cho mình nha. Vậy, đến đây cũng kết thúc rồi.